cho bản thân mình về thứ con muốn mẹ, về đẹp trong mắt người khác như cách mẹ đã chăm sóc con, khiến con trở nên đẹp hơn trong mắt mọi người. Con muốn mẹ luôn có những ngày lễ 8 tháng 3 vui vẻ như bao người phụ nữ khác. Con muốn mẹ, con muốn con được báo đáp cho mẹ, đem đến cho mẹ những ngày hạnh phúc và vui vẻ thật sự. Nhưng liệu có đủ thời gian để con thực hiện hết tất cả những điều mong muốn của mình không mẹ? Con hơi sợ là đến lúc nào đó mẹ sẽ không còn bên con nữa. Sẽ không còn ai tiếp thêm cho con sức mạnh, dũng khí để con vượt qua khó khăn. Chẳng còn ai chăm sóc, yêu thương con, và cũng chẳng còn ai là mục tiêu phấn đấu hoàn thành hết mọi mong muốn của mình. Thế nên mẹ hãy luôn ở bên con, mẹ nhé. Ngoại hình của mẹ không hoàn hảo, mẹ hay nóng tính, khó khăn với con, mẹ bốc lùi, chia ly mọi thứ. Có đôi khi mẹ chẳng hiểu con muốn gì, nhưng tất cả điều ấy không làm con ghét mẹ, mà còn tự hào về mẹ nhiều hơn. Vì con biết rằng, mỗi người mẹ đều khác nhau, không ai là hoàn hảo cả, và mỗi người mẹ đều có cách yêu thương, quan tâm, chăm sóc con cái của mình. Cảm ơn mẹ vì đã dành cả thanh xuân, tuổi trẻ, cả cuộc đời của mình cho